Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ cập nhật ngày 16 tháng 10, 2024. Giá có tăng nhẹ trở lại. Cụ thể là thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu, giá này áp dụng mua tại vườn. Mít nhất 93.000 đồng một ký, trái lấy từ 9 ký trở lên. Mít nhì 83.000 đồng một ký, trái lấy từ 7 ký trở lên. Mít ba giá 24.000 đồng một ký. Và mít chợ có giá từ 20 tới 21.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Bà con có thể nhấn vào nút cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.